I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi lại chị Mỹ Nhân cho các bạn cùng xem vào buổi sáng thứ tư. À, ngày mai là sẽ bán bet của Nhóc Rìu, một cái nhân vật mà các bạn thấy là cũng khá là mạnh ở những cái lúc mà full hiện diện này, được chuyển thể thành một con bet cực kỳ dễ thương. Mà thường thì trước kia thì mình hay dùng bet Rimwick để mang theo, mà từ khi có thêm cái con bet chó hay con bet mèo mình cũng kiểu cũng lười thôi xài bé chó, nhiều khi nó sủa gâu gâu hay con mèo nó kêu meo meo nó cũng hay hơn. Cũng có khá là nhiều hunter được chuyển thể thành bé rồi, ví dụ như là Jack này, rồi Rimwick, Madam, Ben, đúng không, rất là nhiều. Chuẩn bị mai mốt không biết là bà cá mà được chuyển thể thì không biết như thế nào, nhưng mà mình thì vẫn thích bé nhẹ cũng có rồi đúng không nhỉ. Đây, bét chó. Một con bét gọi là quốc dân. Bạn nào mà chơi mà kiểu giống như là không chơi không kịp cái event thì có lẽ là chó này là chó kiểu không bao giờ chắc là sau này nếu mà nó mở lại thì sở hữu thôi. Trời ơi, này gặp con sáp má. Rồi nó bắn tôi, làm sao mà tôi dám chống cự đây. Nó bắn đùng đùng, càng bắn càng sướng đó mọi người. Rồi nó bắn kìa. Đúng là nó bắn nó sướng chứ mình không có sướng được. Đầu game thì mình cứ chạy thôi nha. Và nên chạy qua những khu vực nhiều địa hình để cho sáp nó khó bắn. Chứ nếu như mọi người cứ đi đường thẳng nó dễ bắn lắm. Mà cái map này rất là rộng nữa chứ. Mình phải đảo liên tục ấy. Rồi, được một viên sọ rồi. Trời má, cái hitbox kìa. Thôi em xin lỗi, quả đấy đáng lẽ ra là phải đi luôn ấy, đập là dại rồi. Ủa? Trời ơi, tiền đạo tông con sáp. Ăn hít đó chứ. Thôi xong rồi đó. Trời ơi, chơi gì mà cay lẹ lẹ chết liền liền vậy. Rồi hiu hiu tui hiu tui. Nhẽ ra là ngày hôm nay là tụi mình phải nộp báo cáo này, nhưng mà không hiểu sao đến ngày rồi mà vẫn không thấy thông tin gì gọi là nộp. Cũng rất là hồi hộp. Lớp người ta thì cuối tháng, mà lớp mình thì mới tới ngày 20 đã hối rồi, cho nên là tụi mình rất là lo. Mà giờ thì in làm xong hết rồi chứ. Ngày hôm qua là mình cũng xem lại trận đấu của mình, mình thấy là cái clip của mình, nick của cái chủ ạc á, họ mang chủ tế nhánh số 123. Trời ơi, núp kìa má. Đứng nữa mà núp nữa, chán không, tiền đạo này ghê. Cai thì 5 giây mà còn ra xong rồi tông nó ăn hít. Cứu ghế thì không chạy đi còn núp. May quá thanh niên này vẫn chưa có bọc được cái máy của mình. Thanh niên này gọi vòng à? Đây 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 đây. Để mình heal cho. Chán ghê luôn á, cay đúng dở luôn á. Ngày hôm qua mưa kinh khủng luôn mọi người. Mọi người tưởng tượng không? Không biết là khu mình mưa rồi, không biết thành phố như thế nào. Mà bữa nay cái hệ thống đường nước nó cũng cần phải cải thiện bớt đi chứ. Mình thấy có nhiều lần mà kiểu đi mưa gió mà kiểu nước, gặp mấy ông xe ô tô ấy, đi người ta ở trong ô tô người ta rất là khô ráo, đâu có hiểu cảm giác người ngoài đâu, cứ đi qua vũng nước to là xe một cái. Trời đất ơi, ta nói tỉnh ngủ luôn á. Ok, chủ tế bị đánh, mình được tăng sọ này. Mỹ Nhân là một nhân vật mà mình thấy là nên mua để chơi nha. Leo rank rất ổn và mình nói thật là nó cũng mạnh đấy. Mạnh ở giai đoạn giữa game, có người trị thương hoặc là mình trị thương cho họ. Double down, khổ ghê á. Rồi, giữ vững hiện trường đi, mình lên liền. Sửa máy muốn chết luôn á, thiệt sự luôn. Cứ đi cứu xong rồi như thế này. 5 sọ nè,
Trời ơi, tôi qua đây tôi hiêu cho bà mà bà tự chị thương, bà ơi bà. Tức giùm bà luôn á, lát bà gục đó rồi nó bỏ đó, nó giết tụi tôi rồi sao bà. Mà cái map này chơi sáp đúng bài luôn, bởi vì mấy cái ván các bạn thấy không, nó rất là thấp. Thứ hai là nếu mà cai khu vực nào thì cai, chứ cai ngoài đường này thì nguy hiểm lắm. Khả năng là dính sáp rồi chắc chắn là ăn hit luôn á. Bởi vậy cho nên là nhiều khi mà có những cái trường hợp mà mình thấy, mình đã gặp những cái trường hợp máy 99 rồi mà đồng đội cứ ca gục gần cái máy đó, thế mà nó cứ bắn sáp vào không ram được. Mẹ tức ơi là tức luôn. Bởi vậy cho nên là bữa nay có thêm một cái câu mới, đó chính là muốn thắng thứ nhất là đừng có chết hầm, thứ hai là đừng có chết mà kiểu lôi máy. Nhiều bà, nhiều ông cứ đến cái máy gục cái chả hiểu nổi. Nhiều khi mà mình cai mà mình thấy ủa, nhảy vô nhà lớn hay có, hay nhà nhỏ thấy cái hầm là quay xe liền, đúng không? Nửa máu hay là 0.25 máu cũng phải quay xe chứ. Rồi, nghe tim đập nó qua rồi kìa. Rồi đánh mẹ đi nè, con quỷ. Vừa chết rồi, mình không có ram kịp được cái máy. Thôi chúng ta không thuộc về nhau, mình phải bỏ thôi. Mình tính bắn để mà mình chạy vào cái máy mà không ram được. Nó hồi choáng nhanh lắm. Ủa nó đâu rồi? Ủa nó đâu rồi mọi người? Trời ơi nó đâu rồi? Để mình ra cái máy tiếp. Trời ơi nó càng bắn nó càng sướng kìa. Máy kích hoạt rồi. Tập trung nổ luôn đi, nó không có đuổi. Ok, thanh niên này dễ mất dấu đấy. Để ý vào. Cái bộ trang phục này đúng đẹp luôn. Hôm nay mình mang thử cái phụ kiện ai chỉ ở mang đi xem như thế nào. Trời ơi, cái phụ kiện nó rất là nổi luôn á. Nhất là những cái bà nào mà mặc bộ trang phục mà thiên hướng về màu trắng á. Khi mà heal cho mình xong là sẽ có cái màu của phụ kiện nó bay xung quanh, màu xanh lè xanh lét, tưởng ai chỉ ở không á. Đâu đâu đâu, có đi vào đây được không, để mình búp sọ cho, để mà chạy vào cổng. Những lúc này là cần phải để ý cái tàu nữa nha. Nếu khi cái tàu lừ lừ đi ngang qua đó, mặc dù là có thông báo rồi nhưng mà mình vẫn không để ý á. Tới liền, tới liền, tới liền. Này, te le này. Trời ơi, ba chị gánh tiền đạo còng lưng. Ủa không mang mắt đỏ đấy chứ. Ui trời ơi, ăn mặn dữ vậy. Ok nha, mọi người đừng chuyển kênh nha. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Mình vừa mới bỏ ra 4.000, gần 5.000 đá tím để mua cái bộ trang phục này. Có vẻ như là cái phụ kiện này nó sinh ra để hợp với cái này hay sao ấy. Hôm nay gặp nhóc rìu nè. Ngày hôm qua thì mình vừa mới coi lại cái trận đấu của mình, thì mình thấy là chủ tế, cái chủ ạc á, thì họ mang dead hot cho chủ tế. Đến khi mà cứu ghế thì bảo sao tù nhân lại có thể là gục sớm thế, nhánh 6 hết sớm thế. Rồi xong, cơm thừa canh cạn là bẩn, chuẩn bị tôi húp nè. Nó đuổi mình luôn mới ghê chứ. Biến liền. À có cái vòng kìa, để mình lừa lừa nó, mình đi qua cái vòng. Chuyển khu cai thôi, mang cắm mắt à. Không chơi cái trò núp vòng nha. Trời hết hồn má, cái lửa nó nổ mà mình cứ tưởng là mình ăn lửa chứ. Mẹ. Yeah. Vừa. Vì bạn xứng đáng mà. Trời ơi, gặp nhóc rìu này đau đầu lắm. Vừa phải nhìn lửa chứ không biết là nó hút cái nào nữa cơ. Trời má má má, sợ má. Đập ván rồi nên đổi khu cai nha. Đấy, có mấy cái đốm lửa mọi người phải để ý nha. Trời đất ơi.
chị chờ cưng nãy giờ rồi nè. Má có cái đốm lửa tím đó chứ, nó đi nhanh như con quỷ. Ai da, bị ăn hít rồi. Nè nè nè, đổi hukai thôi, chỗ này hẹp quá, rất là khó để né lửa luôn ấy. Ê, đi qua vòng xanh luôn nha. À, đồng đội chắc là bà chủ tế ở bên đấy. Lại đây coi. Những cái lúc mà chuẩn bị đi qua vòng xanh á, là không được dùng emote nhá. Nhắc lại nha, chứ dùng emote là phải đợi nó dùng xong rồi mình mới tiếp tục đi qua vòng xanh được. Để ngắt nó thì mọi người đứng lên ngồi xuống ấy, thì mới ngắt được emote. Mà thường thì mình thấy là không nên dùng luôn, chứ kể dùng là nguy hiểm lắm. Hồi nó sang đây để nó liếm tùi này má. Bắn em đi. Hãy hút lê em đi. Hồi nãy thì gặp tượng sáp thì hãy bắn em đi. Còn nhóc rìu này hãy hút lê em đi. Gặp chủ tế mà không đuổi là thấy sai rồi đó. Chứ như mình là mình gặp chủ tế là mình giết nó chết luôn. Bởi vì không phải tự nhiên mà đặt là top 2 đúng không mọi người? Vừa rồi thì mới chuẩn bị mới sinh nhật con nhỏ bạn. Thì bảo là thôi để sang tuần đi rồi đi ăn uy uống luôn. Tiện là đi nộp báo cáo rồi tiện đường đi ăn luôn ấy. Nhiều khi cứ để dành buổi tối cuối tuần rồi mình thấy cái ngày đó mình phải về. Chứ làm biếng đi lắm. Một con người của gia đình cho nên là cũng không thích đi chơi nhiều. Ai mà ngờ hôm nay chuẩn bị đi ấy thì bảo em hết tiền rồi. Trời ơi, thế là không được đi ăn luôn. Lại một ngày nữa phải nhịn. Ăn cơm nhà mọi người ơi. Rồi tới nè. Cái lúc này mình phải đào cao để mình nhìn lửa chứ không là bị hút lửa dễ lắm. Biến liền nha, không được đụng vào bé gái. Nè. Ai, con này hay nhở. Nó vẫn đuổi bé gái nha. Không sao, cố lên. Chị đi nhảy xuống để nhập vào tôi nè. Chị bé gái. Ủa đâu rồi? Ôi ôi, chị qua bên kia rồi. Ôi, bé gái băng game. Ôi xui thế. Mà nó mang cắm mắt nữa, làm sao mà dám cứu. Bà bé gái bà đang gào trong con với mình nè. Bị tao bị văng game. Mà khổ. Nó không có đổi bổ trợ luôn mà nó mang cắm mắt nữa. Khó cứu ghế lắm. Rồi nó biết mình cứu rồi đó. Nó về nó cam nè. Khó cứu cực kỳ luôn. Trời ơi, nó cắm một đống mắt ở đây. Vô được game nhưng mà đâu có cứu được đâu. Cái bộ trang phục này nhìn giống như là một cái ca sĩ mà đi va hát mấy cái bản nhạc opera nhỉ. Kiểu hát những cái giọng giống là tông cao mà hơi rất là dài nhá. Mấy cái bản đó thật sự nếu mà nói ra thì cái giọng mà kiểu không trong với lại không có lấy được hơi thì chắc chắn rất là khó hát. Bây giờ nhóc rìu nó không dám lên đâu. Nó lên là mình sẽ xuống. Thanh niên. Ôi chết rồi, nó vẫn còn. Thôi, để mình cố mình cài miếng đi. Không có đuổi được mẹ đâu ha. Cầm bling đi rồi nói chuyện với chị. Bước xuống đây rồi mình ra cổng luôn nè. Thanh niên, đúng là thanh niên. Dễ gì mà sờ được mình. Mình còn một sọ, một điện này. Khéo, biến liền. Khổ. Tội cho bé gái mà văng game. Chứ không văng là chiến nó luôn rồi đó. Ok, và mình kết thúc video clip đây nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bye bye.